Em làm cho anh nhỉ? Năm không phải là thời gian quá ngắn, cũng không phải là thời gian quá dài, nhưng là đủ để chúng mình nghĩ về một tương lai dài hơn. Ngày hôm nay anh muốn nói với em rằng hãy làm vợ anh nhé. Nhé.
không nghĩ là mọi người tập trung vào đông như thế và cổ vũ em nhiệt tình như thế. Muốn gửi lời chúc đấy anh Toàn và chị My, đó là mãi mãi sẽ hạnh phúc bên nhau và luôn luôn đồng hành cùng Quan Trang Hà Nội. Mình chúc Toàn và My là trong chặng đường sắp tới cũng như sau này về sau thì các bạn mãi mãi hạnh phúc và giữ được cái ngọn lửa trong mình đối với Hà Nội FC, đối với Quan Trang Hà Nội và đối với tình yêu của hai bạn. Những cái gì mà anh đã làm được thì anh đã làm hết cho các em trong ngày hôm nay rồi. Anh chúc hai em sẽ về bên nhau và chúc hai em sống thật là hạnh phúc, đầu bạc răng long và có thể là sơ gót quý tử.